Data, data và data. Làm sao để có được data và làm sao để biến những data đang có trở nên có nghĩa đây? In God we trust, all others bring data. Chúng ta nên nhớ, gap it in, gap it out. Nếu data đào vào không chuẩn chỉnh thì insight và những cái thông tin mình có được từ các phân tích không những không hữu dụng, ngược lại có thể khiến công ty đưa ra những quyết định rất sai lầm. Nếu module 1 đã giúp chúng ta có một tư duy đúng về công việc của một người PA, những cái kỹ năng, phẩm chất cần có, cũng như lộ trình trưởng thành về data đối với cá nhân và doanh nghiệp, thì với module 2, Thiện và các bạn sẽ cùng nhau đi sâu vào nguồn gốc của data, phân loại các trường data, các bước chuẩn bị data. Đây là một bước rất quan trọng để cho ra những insight chất lượng về sau. Cũng trong module 1, các bạn đã được nghe nhắc đến 4 loại phân tích dữ liệu theo thứ tự từ cơ bản đến nâng cao rồi ha. Descriptive Analytics, Diagnostic Analytics, Predictive Analytics và cuối cùng là Prescriptive. Trong module này, Thiện sẽ tập trung vào Descriptive Analytics bằng những ví dụ cụ thể. Các bạn sẽ biết chi tiết hơn về những phương pháp ví dụ như là Mean, Mode, Percentile, Variance, v.v. Kết thúc module 2, ta sẽ hiểu thêm về bản chất của data, không còn phải bơi trong một cái bể data mênh mông, mà các bạn sẽ biết phân loại data về các trường phù hợp, tối ưu hóa việc chuẩn bị dữ liệu để phục vụ cho những phân tích mang tầm cỡ về sau. Nếu phân tích dữ liệu kinh doanh là một công trình xây dựng, thì những bước được đề cập trong module 2 này chính là giai đoạn nền móng để xây dựng nên công trình ấy. Dành cho những ai chưa tham gia module đầu tiên của chuỗi khóa học Business Analytics, mình là Trần Hùng Thiện, mình đã có kinh nghiệm gần 20 năm trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường và là người sáng lập công ty nghiên cứu thị trường Gcom. Bên cạnh đó, mình cũng tham gia giảng dạy tại Viện Đại học VNUK Đà Nẵng, ngành quản trị marketing. Rồi, không dông dài nữa, bây giờ mọi người đã sẵn sàng hết chưa? Thiện và các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với module 2 nhé, Data và Statistics.